Linh Anh Premium Beauty and Beyond, một không gian sang trọng và đẳng cấp. Chúng tôi tự hào mang đến những giải pháp toàn diện từ chăm sóc làn da đến các liệu trình thẩm mỹ tân tiến. Với tổ hợp phòng điều trị thẩm mỹ và sức khỏe hiện đại, bằng sự chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, 100% nội thất nhập khẩu từ Mỹ. Các phòng điều trị thẩm mỹ được thiết kế sang trọng, mang đến trải nghiệm làm đẹp như khu nghỉ dưỡng 5 sao. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình khám phá vẻ đẹp nội tại, sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp với phương châm Beauty and Beyond.